Hi, xin chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của mình ngày hôm nay. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn mô hình súng OMB phong cách. Đây là mô hình súng khá là hấp dẫn và cũng tương đối phức tạp nha các bạn. Và tiếp theo là phần không thể thiếu của video, đó là test súng. Mô hình này có thể bắn được đạn thun nha các bạn. Cái cò súng mình sẽ thiết kế ở chỗ này. Ngay ở chỗ này có rất là nhiều con ốc rất là phức tạp, cho nên mình không thể bố trí được cò ở chỗ này, và thay vào đó mình sẽ làm cò ở phía trên, hơi khác súng thật một tí. Súng rất là đẹp nha các bạn. Ok, và bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành lắp ráp. Đây là thanh 7 lỗ, 11 lỗ, 9 lỗ. Chúng ta lắp thanh 9 lỗ vào đây. Thanh 5 lỗ. Để biết vị trí chèn thanh 5 lỗ ở chỗ nào, các bạn có thể bấm dừng video để xem cho rõ nhé. Và đây cũng là thanh 5 lỗ. Lắp thanh 6 lỗ. Thanh 11 lỗ. Vẫn là thanh 11 lỗ luôn nha các bạn. Lắp thanh 9 lỗ kết hợp với thanh 7 lỗ theo hướng xéo. Thanh 5 lỗ. Đây là thanh 11 lỗ. Thanh 3 lỗ. Và tiếp theo vẫn là thanh 11 lỗ. Các bạn đếm từ con ốc qua là lỗ thứ 2 nhé. Đây là thanh 7 lỗ. Thanh 11 lỗ.
thân xấu lỗi. Thân chữ u lớn. Đây là thành ba lỗ. Thành bảy lỗ. Lắp thành năm lỗ nha các bạn. Thành bảy lỗ. Lắp thành chín lỗ. Và đây là thành sáu lỗ. Tương tự các bạn lắp thêm một mặt nữa đối xứng lại như vậy. Sử dụng thanh hai lỗ để ghép hai mặt lại. Phần tiếp theo của video là mình sẽ làm cánh của súng. Thành 11 lỗ nhé các bạn. Thành 6 lỗ. Và bây giờ mình sẽ gắn cò súng ở vị trí này. Thank you.
các bạn sử dụng các loại giấy bìa màu vàng để trang trí thêm cho đẹp nhé. Và video hướng dẫn làm mô hình súng UMP phong cách xin được phép dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. Xin chào.